Chào các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc từ HPProsoft.com. Có rất nhiều bạn hỏi với mình là khi mà mình sử dụng cái bộ preset của mình hoặc là các bạn tìm những cái preset mà trên mạng được chia sẻ đó, thì khi mà các bạn add vô hình của chúng ta nó không có hợp, nó bị gắt quá, nó bị như này bị kia, thì làm sao để mà mình giảm cái hiệu ứng nó đi được? Thì ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta làm được cái nhu cầu như vậy ha, giảm cái hiệu ứng reset và cách để chúng ta chỉnh nhẹ lại cái reset làm sao để cho nó phù hợp với hình của chúng ta. Nhưng mà trước khi vào video, nếu như đây là lần đầu các bạn tới video của mình, đừng quên like, bấm nút subscribe, nút chia, nút đăng ký ngay phía dưới á, và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để sau này mình ra những cái video nào các bạn sẽ không bỏ lỡ ha. Rồi ok, chúng ta vào video thôi. Rồi, ở đây là phiên bản Lightroom mà mình đang sử dụng ha. Và đối phiên bản ảnh như đây mình đang sử dụng cái bộ là Pro Preset của mình. Mình có bán cái bộ này cũng như là một số cái bộ khác ở trên website của mình cũng như là bên fanpage. Thì nếu như các bạn muốn muốn mua cái bộ này cũng như là tham khảo những cái bộ khác chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp luôn, để mà làm nghề hoặc là dạng cao cấp các bạn dễ dùng thì các bạn có thể lên fanpage của mình. Rồi, ví dụ như là những cái ở đây mình sẽ sử dụng một cái tìm một cái preset nào đó mà mình cảm thấy nó không hợp. Đây, ví dụ như này, mình cảm thấy không hợp thì chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta xử lý. Cách thứ nhất á, ok, chúng ta vào cách thứ nhất ha, cách đơn giản hơn, thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại về cái temperature của cái white ba lăng. White balance là cái cân bằng trắng, nghĩa là sao? Các bạn nhìn vô hình á, các bạn cảm thấy nó bị quá nóng hay nó bị quá lạnh hay là như thế nào đó, thì các bạn có thể tăng giảm nhẹ nhàng ở trên cái phần white balance ở trên này đó. Thì các bạn chỉ cần tăng giảm, ví dụ như là hình này mình đang cảm thấy nó, khi mình sử dụng cái preset Pro Preset số 16 này, mình cảm thấy nó hơi nóng và nó thiên về màu xanh lá cây, thì mình sẽ chỉnh nó lại, điều chỉnh lại cái white balance nó về lại, chỉnh nhẹ lại về màu xanh, xanh dương, để mà cho nó bù bớt cái nóng đó. Và ở đây mình cảm thấy nó nhiều màu xanh lá cây quá thì mình tăng cái thin lên, để mà tăng cái màu màu tím lên. Vậy là xong, thì chúng ta sẽ có cái kết quả kiểu như thế này. Thì đó, chúng ta chỉ cần chỉnh nhẹ lại về cái white balance thôi thì cái preset của mình sẽ phù hợp hơn. Nó đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên, cái cách thứ hai là cái cách thứ hai này thì nó tương đối nó dễ làm hơn cho các bạn nữa, là chúng ta sẽ, khi mà các bạn trường hợp rất là gặp thường xuyên là các bạn tìm cái preset chia sẻ của Tây chẳng hạn, vậy nó rất màu, nó rất là gắt, nó rất là rực, thì làm sao chúng ta làm sao? Thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái plugin của thằng Lightroom luôn, plugin của Lightroom đó, tên là The Fader Plugin. Thì mình có chia sẻ cái link ở ngay phía dưới phần comment, các bạn xuống phần comment các bạn click vô thì nó sẽ đẩy trên sang bên phần fanpage á. Nếu như Facebook nó có yêu cầu đăng nhập, các bạn cứ yêu cầu, các bạn cứ đăng nhập bình thường không sao cả. Thì ở trong inbox trên fanpage của mình sẽ gửi cho các bạn cái này, nhớ link, nhấn vào cái link ở phía dưới nha, để cho nó tự động inbox, chứ mình không có trực fanpage thường xuyên để mình gửi lên cho các bạn đâu. Nhớ click vào cái link ngay phía dưới phần comment thì các bạn sẽ có cái file này, thì các bạn chỉ việc tải về thôi. Các bạn thêm vào như sau, các bạn vào trong file nè ha, vào file ha, và chọn là plugin manager. Plugin manager đây ha, và chúng ta click vô. Sau đó nó sẽ ra cái bảng này. Mình sẽ tạm tắt đi. Rồi, ở trên cái bảng này thì các bạn chỉ cần bấm nút là add, bấm nút add. Các bạn tìm tới cái file tải về, cái folder, nó là cái folder luôn á. Nó sẽ tên là the fader.lr plugin, Lightroom plugin á. Các bạn click vô và bấm select folder. Sau đó tự động sẽ hiện ra như thế này. Sau khi xong rồi, các bạn chỉ cần bấm Done là xong rồi. Các bạn sẽ bấm Done. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng, ví dụ như là mình tìm đại một cái stock nào đó khác. Thôi mình cứ stock này đi, mình thấy cái stock này. Mình sẽ chọn đại một cái nào đó mà nó gắt gắt một chút xíu. Mình sẽ tìm cái bộ của Film Reset hoặc là Premium Reset, thì sẽ có nhiều cái nó tương đối nó hơi khó dùng hơn. Rồi, ví dụ ở đây mình sẽ sử dụng số 14 ha. Cái số 14 này mình cảm thấy nó hơi gắt, thì bây giờ mình sẽ bấm nút reset này, nhớ nha, bấm reset lại để mà cho nó về lại nguyên trạng cái hình lúc đầu. Sau đó các bạn sẽ vào file, chọn plugin extract, và các bạn chọn là the fader, click vô cái rồi nó sẽ hiện lên cái bảng này cho các bạn. Các bạn sẽ chọn vào cái bộ preset 0A số 14 đó, mình sẽ chọn chính xác cái đó, và nó sẽ tự động nó add cái preset đó cho các bạn. Các bạn để ý ở dưới có cái là opacity này, đó cái opacity này, các bạn chỉ việc giảm xuống đó thì tự động cái preset của chúng ta sẽ giảm. Tất nhiên nếu các bạn về không âm 50 thì nó sẽ mất hết. Rồi đây mình sẽ tăng lên nhẹ 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 thôi, mình cảm thấy ở
khoảng cỡ 30 hả? 37, 45. Đó, tầm 45 là ok. Thì tự động nó sẽ tính toán và nó tăng giảm cái preset sao cho nó phù hợp nhất với chúng ta. Đó thì cái cách này là cái cách cực kỳ đơn giản luôn, thì chúng ta sử dụng plugin. Nhớ nha, nếu các bạn muốn tải các bạn click ngay phía dưới. Thì đó là hai cách để chúng ta điều chỉnh cái preset mà chúng ta thu thập được ở trên mạng về, và chúng ta cảm thấy nó quá gắt hay như nào đó, chúng ta có thể điều chỉnh được, chỉnh opacity của cái preset đó được luôn. Rất là phù hợp đúng không? Rất là tiện nữa. Đó thì đó là toàn bộ về video ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày Tết thật vui vẻ và thật là nhiều niềm vui. Đừng quên like, share, subscribe. Comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Bye bye.